Mày ơi, con bào ngư này lạ quá, không biết ăn vô có ngon không nữa. Dạ chị, hay là mình kêu mẹ mua cho ăn cho biết đi chị. Ờ, em nói đúng rồi đó, bây giờ tụi mình đi thôi. Dạ đi chị. Mẹ, con bào ngư nó như thế nào, nó có ăn ngon không mẹ? Mẹ mua cho tụi con ăn cho biết nha mẹ. Trời ơi, sao tụi con biết bào ngư hay vậy? Mẹ từng tuổi này rồi mẹ chưa bao giờ mà mẹ ăn được cái con bào ngư đó tụi con ơi. Cái loại bào ngư đó mẹ nghe nói là mắc tiền dữ lắm đó. Chắc mẹ mua không được tụi con ơi. Mẹ mua cho con một lần thôi mẹ. Mẹ mua cho con một con, mỗi người một nửa được con mẹ. Mẹ nha mẹ, mẹ mua cho con một lần đi mẹ. Tụi con năn nỉ hoài giờ mẹ hết chịu nổi, mẹ siêu lòng luôn rồi. Thôi bây giờ mẹ cũng ráng mua cho tụi con ăn, nhưng mà chắc mẹ mua ít ít tụi con ơi, chứ mà mua nhiều tiền quá mắc lắm mẹ mua không nổi tụi con. Thôi bây giờ để mẹ ra chợ hải sản mẹ kiếm coi có không, rồi mẹ mua về mẹ nấu hay là nấu cháo bào ngư cho hai tụi con ăn nha, được không? Mẹ nghe nói là cháo bào ngư ăn rất là bổ dưỡng, để gì kỳ này mẹ mua về mẹ nấu cho tụi con ăn cho nó ngon nha. Dạ con cảm ơn mẹ. Rồi hai đứa vô ôn bài lại đi con. Dạ. Bây giờ chị hỏi em nè, 3 cộng 5 bằng mấy em? 3 cộng 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Em nói đúng rồi. Ra mình mua mấy con bào ngư này về á, con mình nó thích cho mà coi. Hai đứa con học bài dỗ ha, mẹ mua bào ngư về rồi nè tụi con. À mừng mẹ về. Cho con bào ngư đi mẹ. Cái này mẹ lấy cho tụi con coi. Hồi nãy á, mẹ hỏi bào ngư á, nó hôi mắc quá mẹ mua được có mấy con rồi con ơi. Không biết sao một ký luôn chắc mẹ không có tiền mua luôn. Nhưng đây mà con nói gần cái triệu bạc nè con. Đó. Hồi nãy chú bán hỏi mẹ là nhà gần không, chú để con cục nước đá à, đáng lấy ra cái này mà người ta chạy xe xa đường xa là còn phải ướp 1-2-3 cục nước đá nó mới giữ được cái độ tươi của bào ngư đó không? Mình thấy nhìn không? Nhìn nó lạ hết không? Nó có cái lỗ. Nè vậy là lát nữa mình chắc nãy chú kia hướng dẫn mẹ là cái phần thịt trên đây mình ăn nè, còn cái vỏ này mình bỏ. Thôi bây giờ để mẹ đem xuống mẹ sơ chế bào ngư để nó lâu quá nó không ngon đó con ơi. Đi chú mẹ chỉ cho con làm nha. Bây giờ mẹ chỉ con cách sơ chế bào ngư nha. Dạ. Trước tiên là con lấy bàn chải con sạc cho nó sạch ba cái cát này bớt nè. Dạ. Rồi con sẽ chạm muối sao. Trời mẹ mua 6 con bào ngư mà gần cả triệu bạc hả mẹ? Cái này mẹ mua loại bào ngư loại lớn đó con, bởi mắc. Dạ. Tiền. Cái này mẹ mua 800 gram gần cả triệu bạc con ơi, ngán tiền ghê luôn á. Mà mẹ thấy tụi con á, tội nghiệp hồi đó giờ chưa ăn biết ăn bào ngư với mẹ cũng chưa ăn nữa nên mẹ mua thử cho tụi con ăn luôn. Dạ. Lần này mẹ mua chắc lần thôi chứ lần sau mà hết mới mua rồi. Mắc quá con ơi. Trời ơi, con bào ngư này có gì đâu mà mắc dữ vậy mẹ. Cái loại này nó hiếm như phần nữa, nghe nói bào ngư này ăn bổ lắm đó con. Dạ. Mà mẹ chưa ăn mẹ cũng không biết nữa, lát để mẹ con mình nấu cháo bào ngư ăn nó ngon như thế nào nha con. Dạ. Rồi, bây giờ mình lấy cái muỗng mẹ nạo ra. Nè con bào ngư này con lấy muỗng con nạo ra dễ lắm nha. Dạ. Đó, thấy không? Phần này là phần thịt con bào ngư nè, còn bên đây là cái vỏ của nó. Còn mẹ nghe người ta nói cái phần này là phần ruột đó con. Cái này mình để riêng lát mình bỏ vô cháo cũng được mà thôi. Chắc mẹ nghĩ chắc mình nên bỏ con ơi. Mẹ nghe ấy nè. Trời ơi cái vỏ con bào ngư này nó lấp lánh hay như vỏ của con chim chép với con trai á mẹ. Vỏ là đẹp quá con. Dạ. Bây giờ mẹ cắt cái đít cơ của con bào ngư này ra rồi mẹ chà muối cho nó sạch rồi mình nấu cháo liền con ơi. Dạ. Bây giờ mẹ nôn quá, không biết cháo bào ngư nó ra sao nữa. Mẹ thấy người ta nấu quá. Mẹ chút muối vô cho mẹ đi con. Mẹ chà cho nó hết nhớt, mẹ sắc xong mẹ nấu cháo nha. Dạ. Rồi giờ mẹ sắc bào ngư ra nha con. Dạ. Cái loại bào ngư này mẹ nghe nói nó dai, bởi vậy mẹ sắc nhỏ nhỏ ra mẹ xào cho nó không có bị dai, chứ nó ra nước ngọt trong cháo nó ngon. Con này bự quá Trang ơi. Dạ. Rồi củ hành với tỏi nó vàng nó thơm rồi con ơi. Dạ. Giờ mình đổ bào ngư vô mà xào. Mình xào cho thấm đều vô, cái đổ miếng nước vô, cái nấu cho nó chín á. Dạ. Lát nữa mình nấu cháo mình nấu nhừ đi, mình đổ bào ngư vô cho nó lẹ. Đó, mẹ xào xăng bào ngư lên con nhìn có thấy hấp dẫn không? Dạ, nó vàng vàng ra nè. Cái nhà mình thấy ăn miếng bào ngư nè. Đó, nhìn quá chi là hấp dẫn thôi ơi. Nha.
có ra nước kìa. Nước này là nước ngọt của bào ngư ra con. Lát nữa mình chút cho cháo luôn. Rồi mình chế chút nước vô làm cho nó chín bào ngư chút rồi. Rồi bào ngư nó săn lại rồi Trang ơi. Dạ. Bây giờ chắc mày nghĩ nó chín rồi đó. Dạ. Tắt bếp mày chút ra lát nữa cháo mày nhừ mày chút vô nha. Dạ. Nước này em thấy rất là ngọt á. Bây giờ mình sẽ rửa nấm và xào nấm sẵn luôn. Mình cái phần mà bào ngư với lại phần nấm đó, con làm cho nó chín sẵn đi. Lát nữa cái con nấu cháo nhừ cái chút vô rồi bắt đầu mình nêm. Cái nhắc xuống ăn là nó mau lắm hết không. Rồi cháo nhừ rồi Trang ơi. Dạ. Giờ mẹ đổ bào ngư với lại nấm vô cho nó thấm chút xíu rồi cái mẹ nhắc xuống mẹ múc ra nguội cho con ăn nha. Dạ. Rồi đây mẹ đổ nấm vô luôn. Cho nó thấm vô. Cái nồi cháo nơi này là đúng là chất lượng luôn đó con. Rồi. Nhìn có vẻ ngon nghe con. Rồi con đưa nắp này đậy lại cho nó thấm gia vị vô rồi chút mình nhắc xuống nha con. Dạ. Rồi xong. Rồi tô cháo bào ngư gần 1 triệu đồng của mẹ đã chín rồi đó tụi con. Dạ mẹ múc cho con một chén này đi con thèm quá. Mẹ sẽ múc cho. Mẹ múc cho con một chén đó đi con thèm quá. Rồi rồi từ từ. Nãy giờ mẹ nấu lâu quá. Dạ từ. Có cái gì con cũng phải từ, con không nghe nó là từ cháu nó mới nhừ á. Rồi múc cho nha. Em Vinh trước đi mẹ. Rồi. Có bào ngư không mẹ? Có. Yeah. Ở dưới. Con thưởng thức coi cháu bào ngư nó như thế nào nha. Để con ăn miếng bào ngư nha mẹ. Rồi con thưởng thức coi như thế nào. Bào ngư nó giòn giòn, ngọt ngọt. Ngon quá mẹ ơi. Vinh đề tới Vinh coi con thưởng thức coi. Để nguội nguội rồi ăn nha con, để nóng á. Rồi đừng con nó giòn quá mẹ. Nó ngọt không con? Ngọt. Thấy cái miệng ngọt. Con ăn là mẹ thấy thèm rồi đó. Con nhé. Rồi bây giờ mình mời các bạn cùng thưởng thức món cháo bào ngư với lại ba mẹ con mình nha. Mình thưởng thức món cháo thôi coi nó ngọt như thế nào. Cháo nó ngọt, nó thơm. Cái mùi đặc trưng của bào ngư nó ra hả con. Rồi nó ngọt của nước bào ngư nữa. Để mẹ thưởng thức miếng bào ngư thử nghiêm thế nào. Mời các bạn. Thịt bào ngư nó ngọt, nó giòn, nó không có dai con ơi, nó giòn mà nó rất là ngon, nó thơm cái mùi đặc trưng của bào ngư nữa. Trời ơi, cháo bào ngư này ăn chắc ba mẹ con mình ăn như đây chắc không đủ luôn quá con ơi. Ngon quá. Theo mình biết á thì cháo bào ngư này tụi con nó có công dụng á là nó hỗ trợ cái hệ tim mạch của mình, nó hỗ trợ chức năng gan rồi chức năng thận, nó giúp cho mình trong quá trình mà không có bị loãng xương nữa đó con. Da mặt mình nó sáng nó đẹp nữa đó. Công nhận con bào ngư này nó ngon, hàng vậy nó mất tiền đó mẹ. Mai mốt mẹ mua bào ngư cho con ăn nữa nha mẹ. Trời ơi con bào ngư này á mất tiền lắm con ơi. Đợt này mẹ mua cho hai đứa con ăn thử á, chắc một tháng nay á mẹ cho hai tụi con ăn mì luôn, nó ở đâu mà mua nữa ăn. Cái loại này là loại mắc tiền mà người ta thường gọi là mắc tiền xa xỉ đó con. Giờ mẹ bấm bụng mẹ mua cho tụi con ăn thôi đó, chứ mà mua ăn hoài là thôi khỏi có tiền tụi con đi học luôn á nha. Đây mẹ múc cho con. Cháo ngon quá. Bào ngư nó ra nó ngọt, thêm nấm nữa. Ngon quá tụi con ơi. Mẹ múc cháo. Trời ơi, bây giờ mẹ phục vụ cho tụi con ăn mà mẹ chưa kịp ăn luôn á. Từ nhỏ lớn giờ mẹ chưa được ăn mà cháo bào ngư này luôn đó con. Nay mẹ thấy tụi con thèm, thôi mẹ kệ mẹ mua cho tụi con ăn luôn. Con bào ngư này nó mắc tiền mà mẹ mua cho tụi con ăn là tụi con mừng lắm rồi. Con cảm ơn mẹ nhiều lắm. Con cũng cảm ơn mẹ nhiều lắm. Con bào ngư này nó mắc tiền mà mẹ mua cho tụi con ăn là tụi con mừng lắm rồi. Con cảm ơn mẹ nhiều lắm. Con cũng cảm ơn mẹ nhiều lắm. Mẹ thấy tụi con ngoan á, nghe lời mẹ. Mẹ thấy thương mình, mẹ mua bào ngư nấu cho tụi con ăn á. Dạ. Ăn thử một lần cho biết nha con. Để sau này người ta hỏi bào ngư là gì mà tụi con biết chứ đây con đó bào ngư không biết gì á. Thịt bào ngư này nó thơm hết con. Dạ. Mẹ nấu cháo với nó. Múc ra cho con tô nữa. Thôi ơi, nhìn tô nữa hả? Bào ngư nóng, bào ngư nóng quá mẹ ơi. Con thổi ăn nha con. Cái miệng của Vinh ăn kìa. Quả vậy mẹ thấy mẹ thương, mẹ mua cho tụi con ăn đại luôn á. Mẹ múc cho con một trái hơn. Rồi.
Dạ, cái tô cháo bào ngư của mẹ nấu xong nhận đắt quá con ơi. Ừ, đầy lại ngon, với lại đầy nữa. Bạn ăn đi con, cắt bào ngư lại múc nữa. Bào ngư nè. Ngon quá, thơm à. Cảm ơn con nha. Mẹ nấu ngon quá. Cái này một phần nó do là bào ngư nó ra nó ngọt quá con. Ngon quá. Cái này nó giàu chất dinh dưỡng lắm á tụi con. Bởi vậy chắc như ngày nay mẹ con mình ăn tô cháo bào ngư này chắc khỏi ăn cái món ăn gì thêm nữa quá. Trời nãy mẹ nói rồi mà, nếu mà tụi con á đầu ăn bào ngư này biết cho thử một lần á thì mẹ sẽ cho tụi con ăn mì một tháng, tụi con chịu không? Mẹ thưởng thức thêm miếng nữa đây. Mẹ bóc cho con chán hơn mà. Rồi rồi để mình múc cho. Nãy giờ mẹ chưa ăn xong một chén mà thôi con quyết gần hết tô rồi nè. Thôi bây giờ còn như đây thôi mẹ chia cho hai đứa con luôn. Thôi mẹ ăn đi, mẹ ăn một nửa đi thôi, mẹ. Thôi thôi thấy tụi con thích ăn bào ngư thôi mẹ chúc cho tụi con hết luôn nha. Dạ. Cái này hồi nãy á mẹ mua ít bào ngư nên mẹ nấu con tô cho nó ngọt cháo á tụi con. Dạ. Hèn gì con thấy ít quá. Thôi hai đứa con ăn đi. Hai đứa con ăn mẹ thấy là mẹ vui rồi, mẹ ăn ít cũng không sao tụi con ơi. Dạ. Sau một hồi ăn cháo bào ngư thì mình cảm thấy bào cháo bào ngư rất là ngon các bạn, nó cũng đáng với đồng tiền. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy hay hãy like, đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người cùng biết để mình có động lực làm những video tiếp theo cho các bạn xem nha. Chào tạm biệt. Chào tạm biệt các bạn.